Hải quân Trung Quốc tệ đến mức nào? Tàu khu trục chậm hơn tàu sân bay, tàu sân bay mất 48 giờ để khởi động. mời quý vị cùng các bạn cùng Hải Vân và khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Gần đây, tin tức về radar tàu hộ tống 054B của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Được biết con tàu có hai radar băng tần S, mỗi radar có diện tích từ 3 đến 3,5 m vuông, tổng diện tích ít nhất là 20 m vuông. trong khi tàu khu trục lớp Constellation của Mỹ có 3 radar, tổng diện tích chỉ là 1,8 m vuông. Nhìn qua chỉ số này, có vẻ tàu Trung Quốc đang vượt trội hơn so với Mỹ, với khả năng phát hiện khoảng cách ít nhất gấp 3 lần và xử lý các mục tiêu trên không nhiều hơn. Điều này dường như không phải tin tốt đối với Mỹ. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, mặc dù radar của tàu hộ tống 054B lớn nhưng nó cũng tiêu tốn nhiều năng lượng và khả năng tản nhiệt. Đặc biệt, nó sử dụng gali nitride băng tần S, cần ít nhất 36 MW năng lượng để hoạt động, mà máy phát điện 10 MW của tàu hộ tống 054B không thể cung cấp. Điều này nói lên rằng sức mạnh thực sự của radar vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng. Trên thực tế, khi năng lượng giảm xuống, phạm vi phát hiện và khả năng xử lý mục tiêu của mỗi mảng, gallium nitride, thành phần của radar cảnh báo sớm tầm xa, cũng sẽ giảm xuống. Người ta suy đoán rằng khả năng radar của tàu 054B chỉ bằng 1 phần 3 so với radar của Mỹ. Tuy nhiên, truyền thông quân sự Trung Quốc liên tục ca ngợi radar trên tàu 054B như một siêu radar, tuyên bố nó mạnh gấp 3 lần so với các radar của Mỹ. Từ ví dụ này, rõ ràng thấy rằng các phương tiện quân sự của Trung Quốc được phóng đại gấp 10 lần so với hiện thực. Các chiến thuật tương tự có thể nhìn thấy trên các tàu khu trục thai 055 của Trung Quốc. Điều này không giống như tàu khu trục lớp Alley 3 của Mỹ nếu không đủ năng lượng, họ sẽ không lắp đặt radar dài AMDI mạnh mẽ hơn. Trong khi Trung Quốc khoe về việc radar của mình có kích thước cực lớn, chủ yếu là do Galeon Nitroi rẻ ở Trung Quốc chỉ để thể hiện sức mạnh và đe dọa Mỹ. Nhưng các cơ quan quân sự công nghiệp của Washington đều biết các chiêu trò có Bắc Kinh. Đó là lý do tại sao bất kỳ dữ liệu quân sự nào từ Trung Quốc cũng đều bị hoài nghi. Một ví dụ khác là thông tin gần đây cho biết Trung Quốc có một căn cứ quân sự tại RPUT Đông Phi, nhưng báo cáo như vậy đã khiến người tin rằng trung quốc có một căn cứ quân sự hoàn chỉnh tại đó tuy nhiên có người đã lên tiếng phơi bài sự thật một cựu sĩ quan của bộ quốc phòng đài loan nói với đài tiếng nói hoa kỳ rằng căn cứ của trung quốc tại rbuti nói một cách hoàn chỉnh không phải là một căn cứ mà nó là một bến đỗ tại một cảng chỉ dành cho tàu chiến của trung quốc cập bến trong trường hợp tàu bị hỏng nó thậm chí sẽ không có cơ sở để sửa chữa huống chi là một căn cứ quân sự hoàn chỉnh được trang bị một sân bay và một hệ thống giám sát tình báo. Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến công chúng tự tưởng tượng rằng họ có một căn cứ quân sự hoàn chỉnh tại đó, nhưng thực tế không phải vậy. Cựu sĩ quan này nói, tất nhiên đôi khi, chẳng hạn như khi sơ tán công dân Trung Quốc khỏi Somalia, xe của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể dừng ở Road Beauty để tiếp nhiên liệu, nhưng việc họ có thể khởi hành từ căn cứ này đến các vùng khác của châu Phi hay không vẫn cần phải tranh luận. Nói về tàu khu trục Trung Quốc tại vùng biển gần đảo Hoàng Nham vào ngày 20 tháng 4, Tàu sân bay Zumoval đang chuyển về phía nam quanh đường lối bò và hai tàu khu trục 054A của Hải quân Trung Quốc đang đuổi theo phía sau. Một số chuyên gia nói đùa rằng với tốc độ 46 km/h, tàu 054A thậm chí không thể theo kịp các tàu khu trục Alaybuk, huống chi chỉ bắt kịp một tàu sân bay của Mỹ. Tuy nhiên, những người hâm mộ quân sự Trung Quốc lập luận rằng tàu 054B mới ra mắt có thể làm được điều này với các động cơ cải tiến của nó, tổng công suất tối đa chỉ là 40.000 mã lực và nó chỉ có thể đạt được tốc độ 50 km h Nó thậm chí không thể bắt kịp tàu sân bay Sơn Đông với tốc độ 51 km h Mặc dù tốc độ của các tàu sân bay Mỹ được giữ kín, nhưng có thông tin cho rằng tốc độ tối đa của tàu sân bay Nimitz có thể đạt tới 61 km h Với tốc độ này, thậm chí cả tàu khu trục Thai 055 của Trung Quốc với tốc độ 55 km h cũng không thể theo kịp chưa chưa nói đến tàu 054B. Tốc độ tối đa của các tàu sân bay lớp 4 tối tân của Mỹ còn cao hơn, thực sự vượt trên các tàu của Trung Quốc. Tàu khu trục Thai 054B không chỉ thua kém các tàu sân bay của Mỹ mà còn kém so với các tàu ngầm hạt nhân Mỹ, có thể di chuyển với tốc độ từ 61 đến 64 km h Vì vậy làm thế nào nó có thể thực hiện chiến thuật chống tàu ngầm hiệu quả? Hơn nữa, một khi radar của tàu 054B được kích hoạt, nó ngay lập tức tiêu thụ năng lượng, làm giảm tốc độ đi 5 km h khiến nó không hiệu quả cho chiến thuật chống tàu ngầm. Không có gì ngạc nhiên khi hai trong số những chiếc 054B đã được hạ thủy vào năm ngoái. Gần đây có thông tin cho rằng 40 khinh hạm 054A đã được sản xuất. Các bức ảnh vệ tinh cuối tháng 3 năm nay cũng cho thấy các mảnh của khinh hạm 054A lại xuất hiện tại hai xưởng đóng tàu lớn của Trung Quốc chuyên chế tạo khinh hạm. Một trong những lý do để xây dựng tàu 054B là do tàu 054A không thể theo kịp tàu sân bay Sơn Động Bây giờ tàu 054B vẫn không thể theo kịp và hai tàu 054B đã ra mắt không được trang bị thuyền không người lái và máy bay không người lái và cũng chưa phát triển vũ khí laser hoặc súng điện tử. Việc sản xuất tàu 054A vẫn phải được tiếp tục để kiểm soát tàu ngầm và bảo vệ tàu sân bay. Với tình hình kinh tế không tốt trong hai năm qua và mặc dù các chi phí quân sự đã được phân bổ nhưng sẽ thật khó để mạo hiểm nhận dự án này. Tám tàu khu trục Mogani của Nhật Bản đã được hạ thủy với tốc độ vượt quá 55 km/h sử dụng các thiết bị được nhập khẩu từ các nước đồng minh, bao gồm một tua biên khí MT-30 có công ty Rolls-Royce của Anh và hai động cơ Diesel có công ty MTU của Đức, công suất tối đa đạt 70.000 mã lực, rất phù hợp với việc điều hướng với tốc độ cao. Khi nó đến chống ngầm, phải kể đến lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Kể từ Thế chiến thứ hai, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã là tiên phong trong chiến thuật chống tàu ngầm có hạm đội thứ bảy của Mỹ với kinh nghiệm phong phú. Tàu Mogani chịu trách nhiệm về các hoạt động chống tàu ngầm được trang bị hệ thống sonar J0QQ25. Hệ thống này bao gồm một ống trụ màu vàng chìm dưới đáy biển, phát ra sóng âm lên tới 45 km. Bất kỳ tàu ngầm nào lần khuất trong phạm vi này đều sẽ gửi tín hiệu về hệ thống. Ngoài ra, một thân trụ màu trắng mảnh mai nổi trên mặt biển, cẩn thận lắng nghe những âm thanh phản chiếu. Ngay cả những tiếng vang yếu từ xa 130 km cũng không thể tránh khỏi đôi tai nhạy bén của nó. Sona chống ngầm J0QQ11 được cố định dưới thân tàu lớp Mogani, liên tục thu thập dữ liệu trực tiếp từ nước biển, đảm bảo rằng tàu có thể phát hiện mìn gần đó trong các điều kiện biển khác nhau. Khi phát hiện các mục tiêu đáng ngờ, tàu có thể triển khai phương tiện ngầm không người lái OS-5 từ bến cảng của mình để tiến hành điều tra và xác nhận vị trí của mìn. Một khi đã được xác nhận, các phương tiện trên mặt nước không người lái sẽ nhanh chóng triển khai để phá hủy chúng bằng thiết bị làm sạch mìn. Hơn nữa, tàu còn được trang bị 32 ngư lô 91 dùng cho việc phòng thủ, là tàu hộ tống gần các tàu sân bay. Nhiệm vụ chính của tàu Thai 054B của Trung Quốc cũng là chiến thuật chống tàu ngầm. Tàu khu trực 054B được trang bị sonar lớn tương đương với hệ thống ANSQS 53CD của Mỹ, kết hợp với khả năng mang theo trực thăng chống tàu ngầm Z-20, cho thấy sự chú trọng đến khả năng chống tàu ngầm. Tuy nhiên, những biện pháp này không đủ để đối phó với các tàu ngầm hạt nhân hiện đại có khả năng ẩn nấp xuất sắc. Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, để đối phó với những mối đe dọa như vậy đòi khỏi triển khai, 8 tàu phá hủy chống tàu ngầm và 8 trực thăng chống tàu ngầm liên tục tìm kiếm và theo dõi trong một khu vực có diện tích 40.000 km vuông. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc chỉ mới ra mắt hai tàu Thai 054B và tin đồn cho biết việc sản xuất có thể dừng lại. Sau đó, họ phải dựa vào các tàu Thai 054A lối thời và trực thăng chống tàu ngầm Z-9 và có khả năng rất hạn chế. Ở phía Tây Thái Bình Dương, Mỹ và các đồng minh có thể triển khai lên tới 30 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến. Điều đó có nghĩa là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cũng cần ít nhất 30 đội chống tàu ngầm, tương đương với 30 tàu thai 054B. Tuy nhiên, rõ ràng rằng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc không có đủ khả năng như vậy. Mặc dù các tàu khu trục có thể mang theo trực thăng Z-20, nhưng chỉ có thể chứa tối đa hai chiếc. Hơn nữa, các tàu khu trục chịu trách nhiệm cho nhiều nhiệm vụ như phòng không khu vực và tấn công trên biển, không thể sử dụng riêng cho tác chiến chống tàu ngầm. Do đó, Hải quân Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức đáng kể về cả chất lượng và số lượng của khả năng chống tàu ngầm trong tương lai. Ngay cả khi các tàu Thai 054B và Thai 054A tập trung vào chiến thuật chống tàu ngầm, chúng có thể dễ dàng bị tấn công bằng tên lửa đối phương do khả năng phòng thủ hạn chế. Ngoài ra, so với Mỹ và Nhật Bản, khả năng nhận thức chiến trường của quân đội Trung Quốc thể hiện nhiều thiếu sót. Do đó, các radar trên tàu Hải quân Trung Quốc phải có tầm nhìn xa và tên lửa phải có phạm vi hoạt động lớn hơn để cảm thấy an toàn các thông số về phạm vi và khoảng cách phát hiện của trang thiết bị Trung Quốc nghe có vẻ ấn tượng, nhưng luôn có yếu tố phóng đại. Các tên lửa phòng không và phạm vi radar của tàu hộ tàu Mỹ và Nhật Bản thường không xa bằng Trung Quốc. Điều này có nghĩa là năng lực của Mỹ và Nhật Bản không đủ. Không phải vậy, trong hệ thống của Hải quân Mỹ và Nhật Bản, các tàu khu trục ở ngoại vi chịu trách nhiệm phòng không quy mô lớn trong khu vực và chỉ có cá lọt lưới mới tiếp cận các tàu khu trục. Lúc này tàu khu trục chỉ cần sử dụng tên lửa đánh tầm ngắn có độ chính xác cao để bắn hạ các mục tiêu. Ví dụ, tên lửa phòng không ISSM trên tàu Mogani của Nhật Bản có phạm vi 50 km, so với Red Flat 16C trên tàu 054B có thể tấn công mục tiêu ở cự ly 70 km. Tuy nhiên, quá tải quay có ISSM có thể đạt đến 50 g nó vẫn có khả năng đánh chặn tên lửa di chuyển ở giai đoạn cuối. Radar cũng hoạt động theo một nguyên lý tương tự. Với máy bay giám sát F-35 trên không, vệ tinh trên cao và dữ liệu radar được chia sẻ giữa các tàu khác nhau. Sự nhận thức của quân đội Mỹ về chiến trường là khá toàn diện. Hơn nữa tất cả dữ liệu này được mạng lưới và truyền đến mỗi trạm vũ khí. Vì vậy, các tàu hộ tống của Mỹ và Nhật Bản không cần radar có phạm vi xa như vậy. Mặc dù phạm vi radar không rộng lớn và tầm phòng không của tên lửa không xa, hiệu quả của phòng không của Mỹ và phương Tây vẫn rất tốt. Ở Biển Đỏ, trong việc chặn Houthis, hầu hết các tên lửa bị chặn lại lại hiệu quả. Vào ngày 14 tháng 4, Mỹ và Israel đã chặn các tên lửa đạn đạo bắn từ Iran với tỷ lệ chặn lại ấn tượng lên tới 94%, rất thuyết phục. Ngược lại, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc thiếu sự hỗ trợ hệ thống, gặp khó khăn trong việc đối phó với áp lực kép của chiến thuật chống tàu ngầm và phòng không. Tàu 054B và 054A có thể không đáp ứng được nhiệm vụ, chỉ dựa vào tuyên truyền để tuyên bố sự vượt trội của họ. Việc chỉ sản xuất hai tàu 054B là không đủ. Tàu khu trục thai 055 của Trung Quốc cũng có vấn đề rõ ràng về khả năng phòng không và tên lửa phòng không. Hiện nay, nó chỉ được trang bị với tên lửa phòng không Red Flash 9B, có tầm bắn xa và tên lửa phòng không trung bình mới được dẫn xuất từ S-300, S-400 Nga với phạm vi chặn tương đương với tên lửa Patriot của Mỹ. Tuy nhiên, dựa trên hiệu suất trong cuộc xung đột ở Ukraine, các tổ tiên của những tên lửa này trên Thai-055 vẫn có khoảng cách đáng kể so với tên lửa Patriot của Mỹ. Thai-055 cũng thiếu khả năng phòng không ngắn hạn như tên lửa ISSM, có khả năng chặn tên lửa tiêu diệt tiếp cận gần mặt biển các hệ thống tên lửa quay Red Flag 10 hiện có và hệ thống vũ khí gần cũng dễ bị điểm mù và dễ bị tấn công trong quá trình chặn lại. Quan trọng nhất, Thai 055 cũng thiếu hệ thống phòng thủ tương tự như tên lửa SM-3 của Mỹ để chặn các tên lửa đàn đạo ngoài bầu khí quyển. Nhưng yếu tố này khiến tàu khu trục Thai 055 dễ bị tấn công hơn bởi những tên lửa tiên tiến từ phương Tây và khả năng phòng thủ tổng thể của nó không thể sánh kịp với các hệ thống chiến đấu ITRIS của Hải quân Mỹ đã thể hiện sự xuất sắc trong các hoạt động phòng không gần đây ở Trung Đông, bao gồm việc chặn thành công các tên lửa đạn đạo có Iran trong không gian. Đặc điểm nổi bật nhất của Mogani của Nhật Bản là mức độ tự động hóa cao của nó chỉ cần 90 thành viên cho toàn bộ tàu, ít hơn đáng kể so với các tàu có cùng trọng lượng nước như dự kiến. Ngược lại, tàu hộ tống Thai 054A hiện tại, với trọng lượng nước dự kiến chỉ hơn 4.000 tấn, cần có hơn 180 thành viên. Các phương tiện truyền thông quân sự Trung Quốc thường tuyên bố rằng, tàu khu trục Thai 055 được trang bị với radar mảng pha hai băng tần tiên tiến, nhưng cho đến hiện nay không có bằng chứng rõ ràng nào để chỉ ra rằng nó đã thực sự đạt được việc kết hợp các tín hiệu radar từ các băng tần khác nhau. Về hiệu suất của radar, các dữ liệu chính thức thường là bí mật và thế giới bên ngoài thường chỉ có thể so sánh dựa trên phạm vi phát hiện. Tuy nhiên, cho dù là 500 km hay 300 km, nhưng con số này đều là ước lượng sấp xỉ hoặc được các nhà sản xuất phóng đại để quảng bá hơn nữa, thậm chí khi biết được phạm vi phát hiện thực sự, cũng không phản ánh đầy đủ hiệu suất thực sự của radar. Điều này cũng phụ thuộc vào việc nó có thể phát hiện một mục tiêu lớn tại khoảng cách đó, xử lý tín hiệu nhạy cảm như thế nào, khả năng chống nhiễu, tính ổn định của hoạt động dài hạn và mức độ tích hợp với các hệ thống vũ khí khác. Tất cả những yếu tố này đều được cân nhắc cùng nhau để đánh giá khả năng của radar. Trong trường hợp này, radar N035 Orbis trên máy bay tiêm kích Su-35 của Nga là một ví dụ điển hình. Theo thông số, radar này có phạm vi phát hiện lên tới 400 km, vượt xa so với radar trên không có F-22 và F-35 của Mỹ. Tuy nhiên vào tháng 7 năm 2023, ở biên giới Syria, radar này cho thấy năng lực thực sự khi một máy bay tiêm kích Su-35 của Nga gặp hai máy bay tiêm kích Rafale của Pháp. Hai bên không tham gia trực tiếp vào chiến đấu, mà thay vào đó tham gia vào một số nghiên cứu về chiến thuật điện tử. Kết quả cho thấy các máy bay tiêm kích Rafale đã thành công trong việc khóa và theo dõi Su-35 chỉ bằng các hộp quang điện tử trên máy bay. Điều này cho thấy radar đắt tiền N035 có thể tạo ra gió giật cách xa 400 km như thế nào. Vào ngày 17 tháng 4, Nhật Bản thông báo rằng hai tàu sân bay mới là Kaga và Izumo sẽ ra khơi vào ngày 3 tháng 5 trong một chuyến đi kéo dài 7 tháng qua Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, dự định thử nghiệm máy bay F-35B trên tàu ở Mỹ vào tháng 11. Một số người đam mê quân sự Trung Quốc đã bắt đầu cảm thấy lo lắng về điều này. Được biết, tàu sân bay Sơn Đông đã đi vào hoạt động trong vài năm, nhưng số lượng máy bay chiến đấu Chi-15 trên tàu vẫn còn thiếu 12 chiếc so với dự kiến là 32 chiếc. Một đoạn video về máy bay tàng hình Chi-35 của Trung Quốc bị bốc khói đen từ đuôi đã được đăng tải trên mạng xã hội X. Đối mặt với việc các tàu sân bay mới của Nhật Bản đang tiến đến gần, hoặc thậm chí vượt qua một số khía cạnh, các tiểu phấn Hồng rất không hài lòng. Họ tin rằng đây là một sự hồi sinh có sức mạnh tàu sân bay Nhật Bản và trở lại của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Lượng giãn nước của tàu sân bay bán máy bay lớp Izumo của Nhật Bản chỉ là 27.000 tấn, không thể so sánh với tàu sân bay Sơn Đông là 80.000 tấn. Điều tiệp phấn hồng không muốn thấy là tàu sân bay Kaga của Nhật Bản có diện tích sàn bay là 9.200 m2, tỷ lệ diện tích bong trên trọng tài lên tới 34%, vượt xa con số 28% của tàu Sơn Đông. Nhờ thiết kế và sửa đổi độc đáo, tàu Kaga có thể mang theo tới 28 máy bay, bao gồm 12 máy bay F-35BS, 8 trực thăng MV-22BS và 8 trực thăng MH-602. Nếu 8 trực thăng MV-22BS được thay thế bằng máy bay F-35BS, thì tàu Kaga có thể mang theo đến 20 máy bay chiến đấu. Ngược lại tàu sân bay Sơn Đông 80.000 tấn chỉ có thể mang theo ít hơn 20 máy bay chiến đấu Chi-16, trong khi tàu Kaga, vốn chỉ bằng 1 phần 3 trọng lượng nước của tàu Sơn Đông, có thể mang theo cùng số lượng máy bay chiến đấu. Đây là lý do khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy lo lắng. Hệ thống điện của tàu luôn là điểm yếu của quân đội nhân dân Trung Quốc. Tàu sân bay Sơn Đông sử dụng 4 tua bin hơi và 8 lò hơi. Từ trạng thái nguội cho đến chính thức khởi động phải mất 48 giờ, trong khi tàu Kaga sử dụng 4 tua bin hơi và tốc độ khởi động và hiệu suất tăng tốc nhanh hơn nhiều so với tàu Sơn Đông. Nếu có sự khiêu khích từ máy bay đối phương, các máy bay trên tàu Kaga đã cất cánh trong khi tàu vẫn đang vật lộn để khởi động. Trong quá trình máy bay cất cánh, các tàu sân bay cần di chuyển để đón gió với tốc độ cao. tàu Kaga có thể hoàn thành quy trình trong vài phút, trong khi việc tăng tốc của tàu Sơn Đông phải mất vài giờ. trong trận chiến, tàu Kaga có thể nhanh chóng chiếm được vị trí thuận lợi và phòng máy bay trên tàu sân bay đầu tiên. nếu các tên lửa đối phương đang đến, tàu Kaga có thể thay đổi hướng đi di chuyển nhanh chóng và linh hoạt để cải thiện khả năng sống sót. tàu Kaga cũng có lợi thế về việc nạp nhiên liệu. các động cơ tua bin khí và các máy bay chiến đấu trên tàu đều chỉ sử dụng dầu hỏa hàng không gb 5 Tuy nhiên tàu Sơn Đông phụ thuộc vào dầu nặng để thúc đẩy dầu đi xeo để phát điện và dầu hỏa cho máy bay hoạt động trên tàu sân bay. Bởi việc lưu trữ và quản lý phức tạp nên khi một loại nhiên liệu cạn kiệt, khả năng chiến đấu của tàu sẽ lập tức bị ảnh hưởng. Ngoài ra, việc cung cấp nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của thủy thủ trên tàu Sơn Đông cũng gặp nhiều rắc rối. Với 3.000 thủy thủ trên tàu phục vụ 7 bữa ăn một ngày, lương thực thực phẩm tiêu thụ hàng ngày vượt quá 10 tấn. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn của tàu Kaga chỉ có 520 người, suất ăn được phục vụ ít hơn thường xuyên. Ước tính mức tiêu thụ lương thực chỉ bằng 10% so với tàu sân đông, nên áp lực hỗ trợ cũng giảm nhiều. Từ các tàu khu trục đến tàu sân bay, từ chiến thuật chống tàu ngầm đến phòng không và tấn công trên biển, từ hiệu suất vũ khí đến khả năng chiến đấu, các bờ lâu cơ quân sự Trung Quốc đang tích cực quảng bá sự tiên tiến trang bị quân sự của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trong khi tránh bàn luận về nhược điểm và điểm yếu của nó. Họ đang cố gắng tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ để đe dọa phương Tây và giành ưu thế trong cuộc chiến tranh chiến lược. Tuy nhiên, chiến lược tuyên truyền không thực tế này có khiến các nhà quyết định và công chúng hiểu lầm, khiến họ có những ảo tưởng phi thực tế về sức mạnh quân sự và đưa ra những phán đoán sai lầm vào những thời điểm quan trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Những công ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện mỗi ngày. Hải Vân và Khán Trung Quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.